Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Xin chào quý anh chị và các bạn. Phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường của chúng ta là giảm tới 26 điểm trên chỉ số. Và trên VN30 thì giảm tới 31 điểm. Thì buổi chiều hôm qua và tối ngày hôm qua thì nhóm tự doanh chứng khoán cũng nhận được rất nhiều những cái cuộc điện thoại, cũng như là những anh chị em hiện đang cầm cổ phiếu thì gặp phải cái tình trạng là cổ phiếu giảm sâu và gây ra cái lỗ ngắn hạn, nên đã gọi và tham khảo ý kiến của nhóm tự doanh. Tuy vậy thì để mà có một cái câu trả lời chính xác cho giải đáp cái thắc mắc của quý anh chị đã gọi điện vào ngày hôm qua, cũng như là những thắc mắc mà của rất nhiều anh chị em hiện tại vẫn đang còn cầm cổ phiếu hoặc là đã chốt mua vào trước cái phiên giảm điểm ngày hôm qua một vài phiên mà hàng cổ phiếu vẫn chưa về cho đúng, cho chúng và cho hợp lý, thì thực sự là cái điều rất là khó. Phần đa anh chị em gọi cho nhóm thì đều với cái cách suy nghĩ và cái mong muốn là tư vấn là có nên bán đi hay không, chốt lỗ hay không, hay là có nên sử dụng thêm đòn bẩy margin để mua thêm cổ phiếu hay không. Thì câu trả lời của nhóm tự doanh xin được gửi tới để quý anh chị và các bạn có thể tham khảo, đó là trước khi quý anh chị và các bạn đặt cái lệnh mua thì có lẽ nếu làm đúng thì anh chị và các bạn nên có một cái kế hoạch rõ ràng cho cái kỳ vọng lợi nhuận và gọi là cái kế hoạch nếu như trường hợp nó xảy ra không đúng theo những cái gì mà quý anh chị và các bạn mong muốn. Thì như vậy thì bây giờ cái tình trạng thị trường nó trở nên xấu hơn so với những gì mà quý anh chị mong muốn, thì chúng tôi xin quý anh chị hãy cứ đúng như kế hoạch ban đầu mà làm. Có như vậy thì sẽ giúp ích cho quý anh chị và các bạn không đưa ra những cái quyết định tiếp theo nó sai lầm. Bởi lẽ thì cái kế hoạch của quý anh chị và các bạn ban đầu đưa ra đó chính là cái phương pháp tốt nhất cho mỗi cái tài khoản, cũng như là cho mỗi cái giao dịch mà quý anh chị và các bạn đã và đang làm. Để nói thêm và nói riêng về thị trường thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì dành một ít phút cho những anh chị và các bạn nào mà chưa mua cổ phiếu hoặc là đang nắm giữ tiền, thì chúng ta nên vận dụng tối đa cái câu châm ngôn của như rất nhiều những cái chuyên gia đầu tư gọi là hàng đầu trên thị trường, đó là kiên nhẫn là tiền. Những cái đợt suy giảm trước đây thì thưa với quý anh chị và các bạn, nó đều bắt nguồn từ một cái nguồn thông tin nào đó, ảnh hưởng của một cái tin tức gọi là cụ thể nào đó. Thì sau cái tin tức cụ thể như thế, sau khi được đính chính hoặc là sau khi thông tin tin tức xấu hoặc tốt thị trường được gọi là các báo đăng tải, thì thị trường sẽ cầm máu lại, hoặc là có thể thị trường sẽ tiếp tục cái xu hướng chính là đà tăng trưởng. Nhưng mà cái đợt suy giảm này thì nó hơi khác, đó là tự nhiên thị trường lăn ra chết, lăn ra giảm điểm rất là mạnh. Và cái việc tự nhiên thì thông thường theo kinh nghiệm của tự doanh chứng khoán, thì khi mà thị trường mà tự nhiên giảm điểm không có lý do, vô nguyên cớ, thì có hai lý do chính mà thị trường giảm như vậy. Cái lý do thứ nhất đó là cái chu kỳ kết quả hoạt động kinh doanh của quý 4 năm 2017 thì đến thời điểm ngày hôm nay thì đã đạt được khoảng tầm 60% những cổ phiếu, những doanh nghiệp lớn nhất đã đăng tải và đưa ra cái dự toán kết quả kinh doanh. Và khi mà họ đã đưa ra cái kết quả dự báo kết quả kinh doanh sớm, năm nay là 1/5 có kết quả kinh doanh khá là sớm. Vì sớm như vậy nên là chúng ta không còn nhiều cái nguồn thông tin tốt để hỗ trợ về thị trường. Do đó thì các nhà đầu tư cũng có phần nào đó là muốn gọi là giữ cái thành quả kinh doanh của mình
nên ngay vào đầu chiều phiên ngày hôm qua thì họ chốt lời và gây ra cái tác động gọi là domino, chốt lời hàng loạt và thị trường giảm sâu vào cuối buổi chiều ngày hôm qua. Cái lý do thứ hai nữa đó là trong một cái thời đoạn trước đó, chúng ta phải nhắc lại rằng chúng ta đã có một cái chu kỳ tăng giá rất là tốt, 26 phiên liên tục tăng giá gần như không ngừng nghỉ kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2017. Cũng chính điều đó làm cho tất cả những quý anh chị và các bạn nào mà sử dụng cái phương pháp gọi là chốt lời bên sườn dốc bên kia trong những phiên sắp tới sẽ áp lực chốt lời vẫn sẽ lớn. Và nếu như không cầm giữ được quá 3 phiên kể từ phiên ngày hôm qua thì áp lực gọi là chốt lỗ, full margin sẽ lại hiện hữu trên thị trường. Và hai lý do như vậy thì chúng ta cũng có thể cùng nhau gọi là bình tĩnh để suy xét và nâng cao cái việc là kiên nhẫn chờ đợi để thị trường suy biến theo hướng của cái cách của thị trường vận động. Và cũng nhờ đó thì quý vị và các bạn sẽ có một cái Tết âm lịch sớm, ấm no và đỡ nhức đầu. Thì đó là một vài chia sẻ riêng của nhóm. Tuy vậy thì thị trường thì nó vẫn luôn vận hành theo cách riêng của nó. Nếu như thị trường ngày hôm qua đã giảm 3%, ngày hôm nay có thể sẽ giảm thêm một chút phần trăm nữa thì nó sẽ vẫn vận động là hồi lên. Thì cái nhịp hồi lên thì có thể đó là thời điểm để những nhà đầu tư gọi là chốt lời bên sườn dốc bên kia để tiếp tục nên chốt lời. Những nhà đầu tư nào chốt dại là bị lỗ thì thời điểm hồi lên là thời điểm mà bớt lỗ, thì quý anh chị và các bạn cũng nên xem xét giảm cái tỷ trọng đòn bẩy margin để đề phòng cái trường hợp xấu. Để chúng tôi đang nói đây là đề phòng cái trường hợp xấu thị trường không tiếp tục được cái xu hướng tăng và đi vào cái xu hướng giảm, thì quý anh chị và các bạn sẽ không gặp cái tình trạng bị công ty chứng khoán gọi đóng thêm tiền, nó gọi là khôn và zin. Và điểm thứ ba nữa mà quý anh chị và các bạn là trên các cái phân tích và nhóm tự doanh chứng khoán tham khảo thì về phân tích kỹ thuật thì khả năng cao thì thị trường của chúng ta bước vào cái chu kỳ sóng 4 trong cái tổng chu kỳ sóng lớn, năm sóng lớn của thị trường theo Elliott, đó là sóng 1 là sóng tăng, sóng 2 là sóng giảm, sóng 3 là sóng tăng, sóng 4 là sóng giảm. Và sau khi sóng giảm thì chúng ta sẽ bước vào chu kỳ sóng 5, dự báo là thị trường sẽ bước vào chu kỳ sóng 5 vào khoảng đầu năm mới âm lịch, tức là khoảng đầu tháng 3 năm 2018. Chúng tôi mong rằng là những cái dự báo của chúng tôi thì sai bét tờ lè nhè để cho những anh chị và các bạn nào đang nắm cổ phiếu bớt khổ. Những người đang nắm tiền thì dù thị trường có tăng hay giảm thì họ vẫn số tiền của họ vẫn còn nguyên. Nhưng nếu dự báo của chúng tôi đúng thì những người nắm cổ phiếu sẽ chịu thiệt hại. Chúng tôi xin là gọi là xin lỗi là đã có những cái nhận xét thẳng thắn mà làm cho những cái tài khoản đang nắm cổ phiếu không được vui. Nhưng sự thật thì thường là mất lòng mà thuốc đắng thì mới giả được thật. Và thì buổi hôm nay là ngày 18 tháng 1 thì buổi sáng sớm tôi đang ở một cái khu ở vùng quê nên là có rất nhiều tiếng gà, thì mong rằng là video này có một vài cái tạp âm, quý anh chị và các bạn thông cảm. Nếu yêu thì xin để lại like và chia sẻ video này, cũng như nếu chưa subscribe tức là đăng ký kênh thì anh chị và các bạn sớm đăng ký cái kênh để có thể những video mới anh chị và các bạn cập nhật sớm nhất có thể. Thân ái và chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.